Dạ Tân Mít chào cô chú chị đang xem kênh ngày hôm nay. Thì Tân có anh em bà con cô bác được nhìn thấy clip của em Ngân Hoàng Vũ official quay lên cô chú anh chị, thì cũng có hậu duyên đến với nhà hào tâm trong nước, thì cũng mấy anh em chia sẻ trong Facebook rất là nhiều bà con quan tâm. Thì ngày hôm nay thì Tân lên tới đây để chia sẻ hình ảnh lên cho cô chú anh chị cùng xem và ghi hình mang tiền của quý nhà hào tâm lại đó, hồi nãy đó thì thấy bà con lại rất là đông đảo, thấy tội nghiệp em đó cả nhà. Thì Tân mời cả nhà cùng Tân vào trong nhé. Thì cô chú anh chị ơi, chào mấy anh nha, chào anh ha. Đây cô chú anh chị, chào chị. Em chào chị ha. Bữa nay mình nhìn thấy em Ngân như thế nào, tại sao mà xuống tới đây thăm em luôn chị? Chị thấy đăng lên đó. Dạ. Thấy hoàn cảnh khó khăn quá rồi, chị cũng bữa nay với mấy đứa con với cháu rồi đi qua đây nè. Dạ. Người ai gửi ít cho bé. Dạ, rồi chị xem ở đâu? Xem ở trong Facebook hả? Facebook của anh Vũ gì đó. Anh Vũ ha. À. Lại tới đây thấy hoàn cảnh như thế nào? Thì cũng khó khăn, nghèo, thấy cũng tội nghiệp. Dạ. Gia cảnh nè. Rồi chị ở đâu? Chị ở đâu lại? Chị hả? Dạ. Chị ở Trần Đài, ở Kinh Ba. Kinh Ba. Chủ quán ở Cao Kê Tâm Như. Vậy đó hả? Vậy là chủ quán rồi, lớn rồi. Qua đây ủng hộ như thế nào đi? Thì người gửi ít tiền, gạo, quần áo. Dạ. Thì có nhiều cho nhiều. Dạ, có ít lòng nhiều hả chị ha? Đúng rồi, có ít lòng nhiều. Dạ. Cũng có người gửi mới vậy đó. Rồi sau khi chị xem clip của Ngân nè, thấy xúc động hay như thế nào đó, bà con xem rất là nhiều tội nghiệp. Thấy hoàn cảnh khó khăn thì nói chung ai cũng thấy thương hết trơn. Dạ. Ta cũng thấy cũng tội nghiệp bé. Dạ, bởi vì mình mới xuống tới đây để tận mắt đó ha. Đúng rồi. Chị qua chị xem thử. Dạ. Xem thấy nhà như thế nào. Tấm vậy đó, nghèo không chết luôn nè. Dạ. Này mưa gió đồ này kia đồ. Để tiếp lên đi chữa bệnh trước đây. Đúng rồi. Thấy tội nghiệp ha chị ha. Đúng rồi. Hổ ngoài thì anh em bà con cô bác sau khi nhìn clip á lại rất là đông luôn, hỏi em rất là nhiều. Bà con quan tâm. Hồi đó giờ chị qua tới chị hoàn cảnh khó khăn thật sự. Dạ. Tại đây có ai gia đình nào ấy đây thì ủng hộ em giùm đi. Dạ. Đó em cũng là cầu nối, cũng ghi hình lên thì xem trong pay của anh Vũ đó, thì cũng có nhà hào tâm người ta cũng có gửi tiền xuống cho em đấy, của ít lòng nhiều thì góp gió thành bão đó, người chút thì cho em ấy được một số tiền để đi trị bệnh đó. Ngày thứ hai là đây rồi đó, cho trị bệnh đi. Dạ. Hết tại mình đi nuôi con rồi. Rồi mình lên đây tới mấy người, bốn người hả? Bốn người. Hai đứa em với thằng gửi. Dạ. Mình con. Rồi cảm ơn chị ha. Rồi. Bữa hổm thì thấy anh Vũ đăng lên cũng bà con cô bác Bình Dương rồi. Dạ. Tại địa phương tại mình ở đây nè, người ta lại đây thăm em rất là nhiều phải không? Dạ. Rồi mình đồ đạc thấy người ta cho mình được cũng nhiều không? Dạ cũng nhiều, em gửi nhà ngoại mớ. Đi cô chú chị. Rồi theo em á, lúc trước thì em khó khăn thì chồng đi bỏ mới vậy, Hoàng Vũ quay lên. Dạ. Người ta thấy thương em á, thì bệnh mình có người đưa mình chừng nào đi trị bệnh không, như thế nào không? Dạ anh có vậy, anh lại hỏi thăm hồi sáng để đưa em đi trị bệnh. Với anh Hoàng Vũ cũng có nói là sẽ thứ hai là đưa em lên Cần Thơ trị luôn. Vậy là ngày thứ hai là em. Dạ. Đi ha. Dạ. Rồi em được bà con cô bác quan tâm mình đó, được vậy đó mình mừng không? Dạ rất là mừng luôn ạ. Nằm trong này nghe uống thuốc nam không phải không? Dạ uống thuốc nam, mấy cái thuốc cỏ nên lại sắc thuốc uống đỡ. Rồi con của em đi là như 9 tháng mấy? 9 tháng mấy ha. Dạ. Lúc đó tại sao mình không có chia sẻ điện thoại hoặc là kênh anh em gần gần đây hoặc là ở đâu đó, thể tại sao mình không kiếm để liên lạc giúp đỡ cho mình? Dạ, mình đang em khổ đó. Không biết. Không biết kìa. Dạ. Bây giờ biết ha, bây giờ thấy đăng lên ta quan tâm mình quá trời luôn. Dạ. Đó, cô bác nhìn thấy rất là cảm động. Nghe mà bệnh trong này cũng hơn 2 năm mà nghe nặng không? Dạ nặng. Nặng à? Dạ. Hồi đó mình không có đi được đi khám hả? Dạ không có tiền với không có chi phí nữa, không có đi khám. Chỉ lâu lâu có vài chục ngàn mua thuốc uống giảm đau đỡ vậy đó. Vậy đó hả? Đó mình
mình phát hiện bệnh mình khi nào, lúc đó? Lúc đó nếu kéo dài thì cũng cỡ 2 năm rồi. Thì lúc... 2 năm, 2 dạ. năm. Mà mình phát hiện đầu tiên mình có đi khám không? Dạ không đi, tại thấy nó ít, tới lúc mà sanh nhỏ bên sản nhi á. Xong người ta khám, người ta nói bị áp xe gì đó. Người ta nói nếu nhà có điều kiện á, thì lên Cần Thơ chị thì nó mới hết. Ta chỉ nhắc vậy thôi. Trời ơi, bởi vì bây giờ gắng không có tiền mà chịu đựng uống thuốc nam 2 năm nay luôn, mà uống thuốc nam mình thấy giảm không? Dạ thì cũng đỡ đỡ, giảm đau gì thôi. Được khóc ngon nha. À, giỏi, đến thịnh nha. À, giỏi quá rồi, hổ ngoài ta, bà con lễ thăm mình mừng không ha. Sữa đâu, uống sữa chưa? Có sữa uống rồi, không có sữa uống nữa. Lúc trước thì uống gì, uống trà đường hả? Trà đường, uống nước, thì nó tối, không có gì uống, pha trà đường nóng nóng cho nó uống. Rồi. Để đừng cho nó khóc. Vậy đó hả? Dạ. Đó, bởi vì em hoàn cảnh mình khó khăn, rồi thêm một lớp một bệnh nữa, rồi chồng thì đi bỏ nữa, bởi vì người ta quan tâm chỗ đó, người ta thấy thương, người ta mới gửi tiền xuống nè, giúp đỡ cho em được của ích lòng nhiều đó. Thì dạ. xem trong Facebook không à? Dạ. Đưa lên đó. Thấy em thì tội nghiệp. Thấy clip hôm qua, thấy Hoàng Vũ đăng lên là chưa cái gì mà mới bước vô mà em xúc động khóc luôn lúc đó. Dạ, mình... lúc đó lại quay bất ngờ quá. Em không có chuẩn bị tâm lý kịp á. Cũng hơi hồi hộp nên khóc. Bởi vì mình xúc động khóc luôn ha. Dạ. Dạ. Vậy hôm qua là bữa nay luôn là người ta lại thăm mình nhiều không? Dạ, hôm qua cũng lại rất là nhiều. Chỉ cho gạo, cho sữa, gì đủ thứ luôn à? Dạ, đủ thứ cho cháu rồi đó. Hồi quần áo có luôn phải không? Có quần áo nữa. Hôm qua anh thấy rất là nhiều luôn. Dạ. Đây cô chú anh chị là này là mua tặng cho mình không ha? Dạ. Hồi con của em nè, nó dễ không? Bây giờ? Dạ, nó không có sữa uống, nó khóc. Là. Là? Dạ. Rồi mình sống ở đây bên anh, rồi mẹ mình đâu? Mẹ em với ba ly hôn rồi lúc em mới 3 tuổi à. À, ly hôn rồi mẹ em sau này ở đâu, ở đi hay ở đâu? Dạ có chồng bên Đại Ngãi. Bên Đại Ngãi à? Dạ. À, có gì đi không? Dạ lâu lâu mẹ cũng ghé thăm. Ừ, cũng ghé thăm ha. Mẹ mình gặp ba chồng sau đó. Dạ. Có mà khả năng cho tiền mình uống thuốc men hoặc là cho đồ mua gạo này kia không? Dạ lúc trước thì chồng sao có mẹ cũng đi làm được á, cũng đưa tiền cho mua thuốc mua này nọ. Bây giờ cho ông chồng sao cũng bệnh không có đi làm được. Đấy, lúc còn làm được thì cũng lo cho em ha. Dạ. Cũng có gửi tiền mà không có được nhiều phải không? Dạ không có được nhiều. Rồi ở đây mình được mấy người anh chị em? Dạ em có một ơn à. Có một ơn luôn. Dạ. Vậy là gặp mẹ mình chưa, hồi gặp ba đó thì được có một đứa em. Dạ, có em một mình. Vậy là em một cô cha mẹ từ nhỏ luôn. Dạ. Rồi ai nuôi mình? Dạ, bà ngoại. Bà ngoại ha, bà ngoại nhà kế đó ha. Dạ. À, đòi đi chơi hả? Dạ. Chịu ngồi chỗ. Con em cũng khóc rồi, cho gửi cho bà cố à? Dạ, bà cố. Ừ. Ước mơ của em á, muốn đi trị bệnh cho hết, có một số tiền phải không? Dạ. Bây giờ mình sắp đủ tiền mà có mạnh thông quân nào mà giúp mình số tiền để đi trị bệnh chưa? Dạ, có anh Hoàng Vũ giúp đỡ cho em. Ừ. Anh Vũ có hẹn là bữa thứ hai lên Cần Thơ, anh sẽ xuống giúp đỡ cho em để trị bệnh. Vậy đó. Vậy là cũng là tốt rồi, nếu mà không có anh Vũ chắc không ai biết hoàn cảnh của em sống trong căn chòi như thế này đâu. Dạ. Đó, cái chòi này mình dựng lên hồi mình gặp hai vợ chồng hay như thế nào? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Ừ. Này là mình nền cũng thấy thấp nè, mưa chắc ngập quá. Dạ, mưa ngập. Mình sống trước thì mình sống với chồng mình được mấy năm mới sinh được đứa bé đó. Có đó, mới gặp rồi ở chung được
mấy tuần có này. Ồ, có em bé ha. Dạ. Mình sống trước không có cưới hỏi phải không? Dạ không. Ừ. Thì anh chị hỏi sơ qua cho cô chú anh chị Quý Mạnh Thân Vương, nếu có nhìn thấy hoàn cảnh của em để giúp đỡ. Dạ. Thì hôm qua cũng có anh Vũ cũng có quay rồi hết cô chú anh chị, thì muốn xem câu chuyện của em Ngân thì vô Kim Văn Vũ sẽ hiểu rõ hơn, tại từng cũng không hỏi sợ nó trùng khớp nhau này kia, cô chú anh chị chắc cũng biết rồi đó, để bởi vì anh chị hỏi sơ sơ thôi. Dạ. Ừ. Hỏi gì để cho người ta thấy, ta biết, người ta giúp đỡ mình, ta. Dạ. Không có tiếc tiền phải không? Dạ. Ừ. Đó. Hồi giờ mình đi Bình Dương đó, thì lúc đó mình đi Bình Dương gặp nhau với chồng hay như thế nào? Dạ không, lúc đó làm trên Sóc Trăng đó. Họ làm Sóc Trăng ha? Dạ. Và hôm qua cũng có kể quen nhau gì trong Facebook hả? Trong Facebook. Ừ, trong Facebook mà ở với nhau được mấy năm? Thì từ lúc em có bầu tới sanh con này xong, con này được 5 tháng nó bỏ đi. Rồi là bỏ đi tới giờ luôn ha? Dạ. Vậy là bỏ 4 tháng ha? Dạ. Ừ. Từ 4 tháng trở lại đi có điện hỏi thăm mình không? Dạ không. Coi như là không ha. Nó thì... đi rồi nó nói là mày ấy lại mày nuôi con tao đi rồi, nó nói vậy đó. Ừ, chị có nói vậy ha. Ừ. Nếu bệnh của em nè, nếu đi chị chắc ăn hết không? Người ta bệnh này nè. Em không biết nữa. Không biết ha. Tại mình chưa khám phải không? 50-50. 50-50. Dạ. Hôm qua thì có Hoàng Vũ xem rồi phải không? Xem. Dạ. Ừ. Anh chị hỏi sơ sơ vậy thôi, anh xem cũng che lại à. Biết bệnh vậy là được hai bên luôn hay như thế nào? Dạ hai bên tay luôn, nách với hai ngực luôn. Nó ăn không? Ăn. Ăn lúng ra luôn hả? Dạ. Chàng ơi. Lúc đó mình như thế nào được Hoàng Vũ lại ghi hình mình ai mình điện hay như thế nào? Dạ có cái gì kế nhà nè. Ừ. Xong rồi đi bên xóm làm đám đó, xong rồi gặp được vợ của anh Vũ. Ừ. Xong rồi giới thiệu anh ấy qua quay. À. Nhà cũng trời thương cho em mới được gặp anh Vũ. Dạ đúng rồi. Vậy nhờ vậy ha, tỷ. Dạ. Số mình còn hên. Dạ. Số mình còn cái mình mất cái này mình được cái kia. Dạ. Đó. Cô hôm qua là người như thế nào với em cũng lên clip đó hả? Dạ, đây. Dạ, người dì của em. Dì ruột ha? Dạ, dì ruột. Là em mẹ của em? Dạ, đúng rồi. Ừ. Thường xuyên là có dì đó là lại đây là giúp đỡ em phải không? Dạ, lâu lâu thì dì cho vài lốc sữa cho nhỏ uống vậy đó. Ừ. Thì câu chuyện của em á, thì cô chú anh chị biết hết rồi. Thấy anh hỏi sơ sơ qua. Dạ. Để đăng clip này lên thêm cho bên kia để nhìn thấy, để người ta mừng á. Dạ. Ừ. Thôi thì anh nãy giờ cũng trò chuyện với em sơ sơ thôi. Tại. Dạ. Cô chú anh chị chắc biết hoàn cảnh em như thế nào rồi mới gửi tiền theo anh nè. Dạ. Của ít lòng nhiều á. Bà. Dạ. Con đóng góp ở Bình Dương á. Dạ. Thì ở đó bên là em Hải. Em Hải ở Dục Chát nè, cũng đi nuôi heo á. Dạ. Thì thấy em đăng lên trong Facebook á, trong kênh Hoàng Vũ đó, official. Dạ. Đó. Thì bởi vậy em ấy đóng góp bên bà con đi làm chung. Dạ. Đó, có một số ở địa phương cũng bên Dục Chát cũng một số nhà hảo tâm cũng gửi xuống nữa. Của ít lòng nhiều gửi tặng cho em để em có chi phí để đi ăn uống hoặc trong chăm sóc bệnh ở ngoài đó. Thì. Dạ. Về lo bệnh mình ha. Đó mình của ít lòng nhiều ha. Ừ, đó anh xin thay mặt em thì xin đọc tên trước của em Hải ở Dòng Chát nè, đi nuôi heo chạy heo nè, đóng góp được 1.700.000. Đó là anh Son ở Dòng Chát 500.000, chú Lươn, cô Hoa, Vĩnh Châu 100.000, chú Thiện, cô Nha, Vĩnh Châu 200.000, anh Cúc, chị Liên, Dòng Chát 200.000, anh Ni, chị Tiên, Bưng Cặp Quốc 100.000, anh Châu, chị Diệm, Dòng Chát 100.000, anh Sông, chị Sệt, Vĩnh Châu 100.000, em Nhiên, Vĩnh Châu 100.000, anh Tổng, chị Duyên, Lộ Mới 100.000, Rô Siêu, Dòng Chát 100.000, cháu Hạnh Hồng, Dòng Chát 100.000, cháu Hồng Tiên 300.000,
ở vùng Chát, anh Úc Minh ở vùng Chát 300.000, anh Liện Viên 200.000 ở vùng Chát luôn, tổng cộng là 2.500.000. Anh mang tiền là Mạnh Thương Nhà Hậu Tâm gửi em nè, em đếm nè. Ừ. 2.500.000 đếm tiền. Hồi em xin cảm ơn đến Nhà Hậu Tâm bên Chạy Heo và bên vùng Chát luôn. Dạ, cho em xin cảm ơn cho anh bên Chạy Heo gửi tiền giúp đỡ cho mẹ con em. Với Mạnh Thường Quân ở bên vùng Chát hay giúp cho em. Cảm ơn ạ. Đó, em được một số tiền này để em cầm theo để mình mua đồ ăn thức uống thêm ở ngoài nữa. Dạ. Thì nghe bệnh của em người ta lo hết phải không? Dạ. Đó, mình giữ số tiền đây thì của bà con thì được nhiều hay nhiều. Đó, rồi sau khi anh đăng tải clip này nó có đủ duyên đến quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm khác nữa thì giúp đỡ cho em, thì anh sẽ tiếp tục lên tới đây để ghi hình em và giúp đỡ cho em được vượt qua khó khăn này ha. Dạ. Đó. Rồi anh cũng xin phép về rồi. Đó, cô chú anh chị nó muốn vô xem câu chuyện của em Ngân nè, chồng đi bỏ đó, để lại đứa con rồi bệnh, em bệnh vừa nè. Vú. Bệnh vú của chú anh chị rồi hai bên nách nữa, khá là nặng. Tại cô chú muốn vô xem thì vô Hoàng Vũ official là thấy hết rồi. Thì Tưng cũng chia sẻ như đây thôi. Thì Tưng xin thay mặt em Ngân thì chúc mọi người quý nhà hào tâm ở Bình Dương, em Hải đó, thì ra mặt đóng góp bà con bên bển rồi bên đây trồng chát mới nữa, thì Tưng xin thay mặt hết chung luôn là cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm gửi tiền xuống cho em của ít lòng nhiều đó. Thì chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và bình an ai trong cuộc sống, luôn là mang phát tài phát lộc. Rồi Tưng cũng ghi hình tới đây thôi, xin tạm thời khép video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại xem video tiếp theo nha.